đến sông Hàm Dương. Truyện cái thuyền dừng lại nghỉ ngơi, sáng sớm mai lên đường đó nha. Đã. Hàm sáng tàu thương vô tình gió thổi răng tan tắt đốt cầm tá vào khúc dân dương. Sông nước êm, gió rét buồn, tiếng chim thơ thơ, vì đang gợi nhớ xa xăm, đang im đắm sông nước êm, gió rét. Lạ kìa, tại sao khúc giao cầm lại đứt dây? Hẳn có người nghe đấy. Dạ xin đại nhân, xin cho lấy làm lạ. Tiểu nhân đi kim củi về bổn, đi ngang đây nghe tiếng đàn tuyệt diệu, cho nên cất bước đi không đành đó. Người là tiểu phú mà biết nghe đàn cũng lạ, thật là cuồng vọng. Nhưng thôi, trong lúc ta đang vui, không muốn làm phiền kẻ khác, hãy đi đi. Đại nhân ơi, đại nhân không nhớ cái câu của người xưa, thập thất chi âm tất hộ trung tinh. Nếu trong nhà có người uống tử thì ngoài họ cũng có người quân tử. Đại nhân chớ quá khinh khi rằng chốn núi non rừng quê không biết nghe đàn. Nếu tiếng đàn của đại nhân không ai nghe thì khai chê làm gì? Nếu kẻ trên bờ quả là người biết nghe thì ta sẽ hỏi, vừa rồi ta khải thúc đàn gì, người nói thử ta nghe. Thưa đại nhân, đó là khúc khóc dòng ghi than cái chết của nhan hồi. Những gì đàn đã đứt một giây nên khúc âm còn thiếu câu sao nữa. Khúc hay như thế là kha tiết nhân hội xôn mạng giống tóc xương thề đốt nhân tâm đang điện bỏ hẹp vui cùng đạo dẫn tiếm lũ trì dạng cổ tiên hãy hãy lắm. Tuyệt đó hải bước sơn về, nếu hiện thủ biết tâm tâm tung bạch thì chắc cùng biết ai là người dễ tạo cây giao cầm. Đại nhân đã hỏi thì tiền nhân xin nói ra cái hiểu của mình. Xưa kia vua phục thấy năm sắc sao rơi xuống cây cô độc và chim phượng hoàng đậu lúc đó treo cành, biết cây cô độc
đọc hấp thụ được tinh hoa. Người mới sai quân các lò mang về và các bản chế cây đàn treo đất vũ dương. Dạ thưa đại nhân, để xin kể lại sự tích của cây đàn. Dạ cây đàn ấy có 4 kỳ, 7 khúc và tam tiệt là tranh kỳ ô nhị ly trang lưu trước. Trong tam tiệc ấy gợi đủ ca tình cảm, nên đại nhân khải đàn cung âm tiệc trời là vậy à. Ấy ấy áo banh hủ thị hủ quá là người tinh tông nhạc ly. Trước kia khổng tử đang khải đàn, nhân hồi bước vào có tiếng u trầm, biết khổng tử đôi tham sát nên lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết khổng tử đang đàn, thấy con mèo bắt chuột. Vậy thì nhẫn hồi chưa nghe tiếng đàn mà biết lòng người. Có nghe ngủ ngày nay nghe ta đàn mà biết lòng ta đang tư lự không. Dạ, đại nhân cứ đàn đi. Được, ta đàn đấy. Tiên đàn đôi y tại non cao. Còn khúc này tiền đàn nói y tại lưu thị duyệt khách dám hỏi tiên à, xin quy danh già quê quán xin hạ danh hạ tân tại hạ tên tự kỳ họ chung ngộ tại thôn tập hiền. Còn đại nhân cao danh quý tánh là chi và tranh nhập ở phương nào? Tại quan họ chung tên Thủy, nhà còn có tên là Thư Bá Nga. Nhưng chỉ có một vụ đến nơi này, cách mình tài ngày tức kém có ai. Xin đại nhân chớ qua hạ mình, khiến tử kỳ thất lễ duy bày trơn. Thưa đại quan, tại hạ có cha mẹ già, không có anh em, nên phận làm con phải đền chữ hiếu. Dẫu cho công hầu ba tước cũng không thể đổi lấy một ngày thiêu dưỡng của tại hạ đối với song thân được à. Tiến sinh quả là người chí hiếu, trong đời dễ có mấy ai. Chẳng hay tiên sinh năm nay được bao nhiêu niên kỷ? Dạ, tiểu nhân năm nay 27 tuổi. À, vậy tiện quan hơn tiên sinh một tuần, tức 37 tuổi. Nếu tiên sinh không chê tiện quan đức mọn tài hèn, thì xin cách làm anh em để khỏi phụ nghĩa tri âm mà đời ta chưa từng gặp. Đại quan, đại quan chớ nói vậy mà lòng đầy thêm xót xa. Thần áo giải quê mùa, sông chốn sơn khủng, làm sao dám sánh dưới đại quan. Công
dân thường quan một đời điều trung rất quay dần. Nhưng mà người ơi, đâu chỉ sang vàng, những mong tính hạnh muôn đời vàng qua được mấy chân. Nếu tiên sinh nhận làm anh em với ta thì thật là vạn hạnh, còn kiện giàu nghèo xin đừng nổi đến. Đại nhân, bên đỉnh trầm hương có thiên cao chừng giam, tâm lại cách cháu thăm tình trí ngộ, đời của bá nha được cùng mãi đối ập xuống đêm dài. Quỳnh lớn tuổi hơn để chung tự kỳ, vậy nỗi lòng đấy xin cùng mãi đạt tỏ, để căng vàng chân gia nghĩa đề quân. Cái giả dối thấp hèn là người đã khóc ra nói thật với nhau, hay sự thật mà người xưa đã dài. Tử kỳ ơi, muôn dặm xa xôi vinh về gặp lại, đó là niềm vui của một con người. Thưa đại quan, trời đã sáng, xin đại quan chuẩn bị xuất hành. Được, hiền đệ. Hiền đệ có thể đưa huynh đi một dặm đường, hay cùng huynh sang Tấn Quốc ngoại cảnh. Tiểu đệ không dám phụ lời hiền huynh, song việc này không dám hứa chắc, vì tiểu đệ không xin được phép được song thân thì để mắc lỗi với hiền huynh. Tiểu đệ thật là chính nhân quân tử, khỏi ta hẹn ngày này năm sau. Tiểu đệ đợi huynh ngay gần đá. Tử kỳ ơi, cái buổi chia tay ai không buồn khi giả biệt, huynh sẽ đỡ lời tìm ai tại bên sông này. Sao đôi mệt mong chứng có đất trời, hiền huynh đi ngày đêm mong đợi, đợi huynh về ta càng chén huynh huynh tương. Vì nhau huynh nhớ bên sông này, đã hẹn thì ai chớ quên ai. Giao cầm một khúc mà thân bạc, vẹn nghĩa cùng ai đớp bạc đầu. Tử kỳ thiền rời bến, xin tạm biệt. Thiền đã nhổ neo về Tân Quốc, chung tự kỳ ở lại nhớ mong ai. Ngày đói tháng chờ thiền lướt sông, sông dài trời rộng ba nhà ơi. Con chim chìm, con chim chìm nhìn ai, bóng ai đi như bóng chim xa dời. Còn ta phương này đêm ngày vui bóng, lòng vẫn mong ai đến nơi bên hẹn. Gần đã đầy đầy như tấm hồn sáng soi, người đã đi xa dòng sông còn sông sông, gió nhẹ vào đây những tình cảm mong chờ. Xa nhau không phải là vĩnh biệt, nhưng có ai biết đời sẽ ra sao. Còn ta dù trong giấc mộng mơ màng, chẳng quyến luyến lưu liên bạc vàng ba nhà. Quân đã đến sông Hàm Dương,
truyền cho thiền dừng lại nghỉ ngơi. Sáng sớm mai lên đường đó nha. Trăng thu vàng vàng sao thưa thơ, mặt nước sông Hàm sáng tờ gương, vô tình do thổi trắng ta trầm ta vào khúc vắng dương. Đang chìm đắm sóng nước em tên chim thân thờ, vì đang gợi nhớ xa xăm, đang chìm đắm sóng nước êm gió rét buồn. Lạ kìa, tại sao khúc giao cầm lại đứt dây? Hẳn có người nghe lén. Dạ xin đại nhân, chớ xin chớ lấy làm lạ. Điệu nhân đi kiếm củi về muộn, đi ngang đây nghe tiếng đàn dịu dợi, cho nên cất bước đi không đành đó thôi. Người là tiểu phu mà biết nghe đàn cũng lạ, thật là cuồng vọng. Nhưng thôi, trong lúc ta đang vui, không muốn làm phiền kẻ khác, hãy mau đi đi. Đại nhân ơi, đại nhân không nhớ câu nói của người xưa, thập thất đi ấp bất hủ trung tính. Nếu trong nhà có người quấn tử thì ngoài ngõ cũng có người quấn tử. Đại nhân chớ quá khinh khi rằng chốn núi non rừng quê không biết nghe đàn. Nếu tiếng đàn đại nhân không ai nghe thì thầy để làm gì? Nếu kẻ trên bờ quá là người biết nghe thì ta sẽ hỏi, vừa rồi ta cái khúc đàn gì người nói thử ta nghe. Thưa đại nhân, đó là khúc Hồng Vọng Chi, thanh cây chân của nhân hồi. Nhưng vì đàn ta đứt một giây, đã không mắm còn hiểu câu sớm mạng dốc tâm xương rèn đúc nhân tâm, đáng điều ngõ hẹp vui cùng đạo, dẫn tiên lưu truyền dạng hổ niên. Hay hay lắm. Thuyền đó hãy bước xuống thuyền, nếu hiền hổ biết âm thanh cung bằng thì chắc cũng biết ai chế tạo cây giáo cầm. Thì nếu nhân trinh nói ra cái hiệu của mình, xưa kia vua cuộc thi thấy năm sắc sao rơi xuống cây ngô đồng, và chiếc phượng hoàng đầu cũng đỏ reo trăng. Chiếc cây ngô đồng hắc thủ được tinh
cây đàn ấy có 4 ký, 7 khúc và 8 tiết là đánh, kỳ, u, nhị, lý, tráng, lũ. Trong 8 huyền ấy gọi đủ cả tình cảm, nên đại nhân cây đàn cũng mắng tuyệt vời là vậy. Hay, hay, tháo bài hồ. Chuyện hồ quả đàn tính thông nhạc liên, trước kia Khổng Tử đang hại đàn, giang hồ bước vào nghe có tiếng u trầm, biết Khổng Tử có ý tham sang mới lấy đàn ngã. Hỏi ra mới biết Khổng Tử đang đàn thấy con mèo bắt được, vậy thì giang hồ trước nghe tiếng đàn mà biết lòng người. Còn hiền hồn ngày nãy nghe ta đàn mà biết lòng ta đang tự lừa gì không? Dạ đại nhân cứ đàn đi. Được, ta đàn đây. Tiếng đàn nổi, ý tại non cao. Ừ, còn khúc này. Tiếng đàn nổi, ý tại lưu thủy. Thật hay, dám hỏi tiên sinh, quy danh danh giả quê quán, sinh hạ danh hạ tăng. Tại hạ tăng từ kỳ họ dung, ngũ tại tập hiền. Còn đại nhân cao nhân quý tánh là gì, và đắc nhập ở phương nào? Tại quan họ du tên Thủy, nhà họ có tên Tần là Ba Nha. Nhưng vì có công vụ đến đời này, xem bệnh tài hẹn đức kém thôi. Tình đại nhân cho quá hạ, thưa đại quan, tại hạ có cha mẹ già, không có anh em, nên thận làm con phải đền chữ hiếu. Dẫu cho công hầu bá tước cũng không thể nào đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tại hạ với song thân được à? À, tiên sinh quả là người chi hiếu, trong đời dễ có may ai. Chẳng hay tiên sinh năm nay bao nhiêu niên kỷ? Dạ, tiểu nhân năm nay 27 tuổi. À, vậy tiện quan hơn tiên sinh một tuần, tức là 37 tuổi. Nếu tiên sinh không chê tiện quan đức mọn tài hèn, thì sẽ kết làm anh em để khỏi phụ nghĩa tri âm mà đời ta chưa từng gặp. Đại quan, đại quan chớ nói vậy mà làm đây. Thằng áo dài quê mùa, sông chôn sơn cùng, làm sao dám sánh với đại quan. Đông thân thượng quốc bóng đời đều trong rất quái danh. Nhưng mà người ơi, đâu chỉ sang giàu, nhưng mong đức hạnh buôn đời vàng mua được mấy chăng.
Nếu tiên sinh nhận làm anh em với ta thì thật là vạn hạnh. Còn chuyện giàu nghèo xin đừng nói đến. Đại nhân, bên đỉnh Trầm Hương có thiên cao chừng giam, tám lại kết giao thâm tình tri ngộ đời của ba nhà được cùng ai đôi ấm suốt đêm dài. Quỳnh lên tội hợp để chung tư kỳ, vậy nội lòng đây xin cùng nhau càng to để trăng vàng chân giam nghĩa đầy quân. Cái giả dối thâm hẹn là người ta không dám đôi thật với nhau, thấy sự thật mà người xưa đã dày. Tử kỳ ơi buồn dặm xa xôi, quýnh về gặp lại đó là niềm vui của một đời người. Thưa đại quan, trời đã sáng, xin đại quan chuẩn bị xuất hành. Được hiền đệ, hiền đệ có thể đưa huynh đi một dặm đường hay cùng huynh sang Tân Quốc quan cảnh? Tiểu đệ không dám phụ lời phiền huynh, sống việc này không dám hứa chắc. Tiểu đệ không xin được sống khác trong đường thì tiểu đệ mắc lỗi với hiền huynh. Tiểu đệ thật là chi nhân quân tử, thôi ta hẹn ngày này năm sau. Tiểu đệ sẽ đợi huynh ngay gần đã. Tớ kỳ ơi, cái buổi chia tay ai không buồn khi ra tìm, huynh sẽ trở lại tìm ai tại bên sông này. Quýnh đi ngày đêm mong đợi, đời quýnh về ta càng chen quýnh tư. Vì nhau sinh nhớ bên sông này, đã hẹn thì ai chờ quên tay. Giao cầm một khúc mà đất bạc, chén nghĩa cùng ai đất bạc đầu. Tư kỳ thì rồi vẫn sức tạm biệt. Thuyền đã nhổ neo về Tân Quốc, chúng tự kỳ thở lại nhớ mong mai. Ngày đời tháng chờ thuyền lưng sóng, sóng dài trời đông ba ngày. Con chim thuyền, con chim thuyền nhắc ai, bóng mai đi những bóng chim xa vời. Còn ba hương này đến ngày trôi bóng, lòng chẳng mong ai đến nơi bên hẹn. Cánh đá này đây như tâm hồn sáng soi, người đã đi xa dòng sông còn xôn xao sóng vỗ nhẹ vào đây những tình cảm mong chờ. Đời sẽ ra sao, còn ta dù đông mơ chắc mộng mơ màng, vẫn quyết liệt lưu luyến bản vàng bản